Chào mừng các bạn đã quay trở lại với D Channel và mình là Thảo Sang. Trên tay của mình đang là chiếc Galaxy A12 phiên bản kế nhiệm của Galaxy A11. Và với sản phẩm này thì nhà sản xuất rất là ưu ái về pin cũng như là camera của nó nha. Trong video ngày hôm nay thì Thảo Sang sẽ đương nhiên là đập hộp nè và đánh giá nhanh trên tay của cái sản phẩm này. Hãy cùng Thảo Sang xem hết video ngày hôm nay. Mà mình quên nói là sản phẩm này hiện đang có mức giá niêm yết là 4.490.000 đồng. Mà các bạn đừng quên là tại Di Động Việt đang có ưu đãi rất là hấp dẫn, giảm 600.000 đồng, chỉ còn 3.890.000 đồng. Galaxy A12 ấy thì sẽ có 4 màu: đen, xanh, trắng và đỏ. Bây giờ thì mình sẽ mở hộp cái phiên bản màu xanh của mình nha. Eo ơi, cái dao nè, rung tay quá mọi người ơi. Rồi, đẩy ra thôi nào. Hộp này để qua một bên. Em ơi, cái này là giấy hướng dẫn sử dụng nhưng mà mình thấy là các bạn mua về chả ai coi cả. Đây, nhân vật chính của mình đây. Để qua một bên nha. Củ sạc đây rồi. Củ sạc đây rồi. Tiếp theo là cái này là đây. Một cái thiết bị để cho mình có thể lấy sim một cách dễ dàng hơn. Đây là dây sạc. Cái mình quan tâm nhất đó chính là chiếc điện thoại. Bây giờ thì mình sẽ đi vào chi tiết của chiếc điện thoại này nha. Các bạn có thể thấy là máy được thiết kế khá là đơn giản này, được bo cong ở bốn góc cạnh đây, mình rất là thích. Và hai bên cạnh của nó thì được vát nhẹ, cong nhẹ, cho nên là khi mà mình cầm trên tay á, mình thấy là vừa vặn tay cũng như là rất là thoải mái để sử dụng. Đây, mặt lưng của nó gồm có logo này cùng với lại cụm camera, bốn camera. Máy có thiết kế nguyên khối và được hoàn thiện bởi chất liệu nhựa vô cùng tỉ mỉ và chính xác, kể cả những chi tiết nhỏ như thế này. Và bên cạnh máy thì có nút nguồn này cùng với thanh điều chỉnh âm lượng. Khi mình thao tác thì mình thấy rất là ok, không hề bị cứng và độ nảy và độ phản hồi của nó rất là tốt. Và nút nguồn thì có tích hợp vân tay để cho mình có thể dễ mở khóa điện thoại. Và mình thấy là nằm ở vị trí này thì rất là dễ thao tác, khi mà sử dụng một tay á, mở máy rất là tiện lợi. Đây, như thế này. Cạnh đáy của máy gồm có các cổng kết nối này cùng với dãy loa. Và bên hông này là khe sim, đây rồi. Còn về phía trước màn hình thì như thế nào? Màn hình 6.5 inch, hỗ trợ độ phân giải HD cộng và sử dụng thiết kế giọt nước, đây các bạn có thể thấy, để chứa camera selfie. Về cấu hình của máy thì mình thấy cũng khá là ấn tượng trong phân khúc giá này. Bây giờ thì mình sẽ điểm nhanh qua các thông số cho các bạn luôn nha. RAM 4GB, ROM 128GB, máy chạy trên hệ điều hành Android 10 và sử dụng con chip Helio G35. Đầu video thì mình cũng đã nói sơ cho các bạn rằng đối với con máy Galaxy A12 ấy thì nhà sản xuất cũng ưu ái hơn về camera cũng như là pin của nó. Vậy thì camera của nó như thế nào? Bây giờ thì mình sẽ điểm qua các cái thông số của camera luôn. Các bạn có thể thấy là máy sở hữu cụm 4 camera bao gồm 48 megapixel, 5 megapixel và hai camera 20 megapixel. Và máy thì có đầy đủ các tính năng chụp ảnh thông minh như là lấy nét tự động này và chống rung. Đồng thời thì máy cũng hỗ trợ quay video Full HD sắc nét để cho các bạn có thể quay lại mọi khoảnh khắc đáng nhớ, chụp lại các tài liệu quan trọng một cách nhanh chóng hơn. Còn về camera selfie thì như thế nào? Camera selfie với độ phân giải là 8 megapixel cho ra hình ảnh cũng gọi là sắc nét và chi tiết đây. Mình sẽ test thử luôn nha. Dung lượng pin của chiếc máy này là 5000 mAh, vì vậy là mình nghĩ cho mình một cái thời gian trải nghiệm cũng rất là tuyệt vời. Bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm nhanh về cái cảm giác mà vuốt vuộn màn hình như thế nào nhé. Mình thấy rất là mượt ngay và nhanh. Và các bạn ơi, vừa rồi thì mình cũng đã đập hộp cũng như là đánh giá nhanh xong chiếc Galaxy A12. Với bản thân mình thì mình thấy qua những cái thông số mà mình vừa nêu với các bạn ấy, thì mình thấy là đây là một chiếc máy đáng để mua và mức giá của nó cực kỳ là ok trong tầm phân khúc giá. Thì ngay bây giờ các bạn hãy đến với Di Động Việt để mình sở hữu một chiếc máy xịn sò trong tầm phân khúc nha. Bye bye và hẹn gặp lại.